cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan vụ việc bất thường điểm thi tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình, chiều 19 tháng 8, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Vân đã ký văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trưởng phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố trong tỉnh. Theo văn bản, căn cứ kết luận thanh tra kết quả rà soát, kiểm tra việc khớp phách lên điểm của tổ công tác liên ngành, kết quả chấm phúc khảo, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình thông báo điểm thi và điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tỉnh Thái Bình trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của tỉnh. Thời gian thông báo điểm thi bắt đầu từ 9 giờ ngày 20 tháng 8. Địa chỉ tra cứu điểm thi là https://thaibinh.tsdc.edu.vn. Liên quan vụ việc, theo kết luận thanh tra, sở dĩ có việc bất thường về điểm thi trong kỳ thi trên là do sai sót trong quá trình khớp phách bài thi tự luận. Sai sót này khiến 2.769 bài thi tự luận bị sai điểm và 1.589 thí sinh bị sai tổng điểm xét duyệt. Trước đó, một số phụ huynh gửi đơn tố cáo cho rằng điểm thi lớp 10 không phản ánh đúng kết quả làm bài của học sinh. Trong đơn, phụ huynh liệt kê 18 bài thi, 14 bài môn toán, 4 bài môn văn được tăng điểm sau phúc khảo với mức từ 1,25 đến 5,75. Mức chênh lớn nhất ở bài thi môn toán của thí sinh mang số báo danh 2604XX, điểm lần 1 của em là 3,75, điểm phúc khảo là 9,5. Ngoài ra, điểm môn toán của hai thí sinh khác có bất thường, một em đạt điểm 10 toán chung nhưng chỉ được 0,75 toán chuyên. Em còn lại lần lượt 3,5 và 8 điểm. Các phụ huynh đặt câu hỏi về cách xử lý của Sở Giáo dục và Đào tạo với những thí sinh từ đỗ thành trượt và ngược lại. Đồng thời, họ mong cơ quan chức năng thanh tra tổng thể kỳ thi về cho rằng vẫn còn những thí sinh khác nhận kết quả không đúng với bài làm. Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Thái Bình được tổ chức trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6 với hơn 20.500 thí sinh. 3 môn thi chung là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Nếu đăng ký trường chuyên Thái Bình, học sinh thi thêm môn chuyên trong ngày 8 tháng 6. Kết quả được công bố hôm 16 tháng 6, gần 16.300 em trúng tuyển vào 30 trường trung học phổ thông công lập. Tối ngày 31 tháng 7, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ký quyết định số 1234 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Sáng ngày 20 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Sau khi thanh tra, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp báo. Theo thanh tra tỉnh Thái Bình, kết quả kiểm tra xác minh trong quá trình thực hiện hồi phách bài thi tự luận, số lượng bài thi được kiểm tra khớp phách bằng tay chỉ đạt tỷ lệ 0,71%. Không đảm bảo ít nhất 20% số bài thi tự luận theo quy định tại điểm C khoản 6, điều 27 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi không xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục sai sót qua kiểm tra việc khớp phách của ban thư ký. Điều này là không đúng quy định tại điểm C khoản 6, điều 27 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đoàn thanh tra đã tiến hành tổ chức khớp phách bằng tay 100% bài thi tự luận, không thực hiện việc chấm lại các bài thi, xác định có 2.997 bài thi lệch phách làm sai điểm của 2.750 bài thi. Có 49 bài thi sai sót trong quá trình ghi điểm và nhập điểm, trong đó có 19 bài thi bị sai điểm so với bảng điểm đã công bố. Tổng số bài thi tự luận bị sai điểm là 2.769 bài, trong đó 1.368 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố, 1.401 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố. Tổng số thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển là 1.589 thí sinh, trong đó 781 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố,
808 thí sinh có tổng điểm xét tuyển thấp hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố. Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, sau quá trình thanh tra, đoàn thanh tra xác định điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 có sự thay đổi tại 4 trên 12 lớp chuyên và 11 trên 29 hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông Đại Trà. Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại hội đồng tuyển sinh trung học phổ thông chuyên có 15 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển, 15 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển. Theo điểm chuẩn mới xét duyệt đợt 1 tại các hội đồng tuyển sinh, các trường trung học phổ thông Đại Trà có 237 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển, 243 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển. Theo kết luận thanh tra của tỉnh Thái Bình, hầu hết các hội đồng thi đều có thí sinh bị lệch tổng điểm, trong đó nhiều nhất là Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình 223 thí sinh, Quách Đình Bảo 157 thí sinh, Đông Tiền Hải 141 thí sinh. Chỉ duy nhất hai trường không bị vấn đề sai lệch điểm số, Trung học Phổ thông Đông Hưng Hà, Trung học Phổ thông Phụ Dực. Sau khi hồi phách lại lần 2, điều chỉnh điểm số của thí sinh về đúng năng lực thật thì cũng kéo theo đó là thay đổi kết quả của một số thí sinh và điểm chuẩn các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cụ thể, 11 trường trung học phổ thông Đại Trà và 4 lớp chuyên gia của Trung học phổ thông chuyên Thái Bình đã có sự tăng giảm 0,1 đến 0,4 điểm chuẩn đầu vào. Riêng chuyên tin học của trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình tăng cao nhất 0,75 điểm. Điều này dẫn tới 252 thí sinh từ trượt thành đỗ, trong đó 15 thí sinh đỗ Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình. Nhưng niềm vui của người này lại là nỗi buồn của học sinh khác. Có 15 thí sinh hội đồng thi chuyên sẽ ra khỏi danh sách trúng tuyển vào trường chuyên và 243 thí sinh hội đồng thi trường Trung học Phổ thông Đại Trà từ trúng tuyển trở thành không trúng tuyển nguyện vọng 1. Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, vi phạm bước đầu xác định trưởng ban chỉ đạo kỳ thi và ban thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc hồi phách bài thi tự luận tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025, dẫn đến công bố sai tổng điểm xét tuyển của 1.589 thí sinh, sai điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 4 trên 12 lớp chuyên thuộc Hội đồng tuyển sinh trường Trung học Phổ thông chuyên và 11 trên 29 Hội đồng tuyển sinh các trường Trung học Phổ thông Đại Trà, sai kết quả tuyển sinh của 510 thí sinh. Nguyên nhân của vi phạm do trưởng ban thư ký và cá nhân có liên quan của ban thư ký không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra giám sát và không kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về sự cố bất thường tại kỳ thi. Về kiến nghị, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ điểm thi của các thí sinh qua thanh tra xác định và các quy định của pháp luật chuyên ngành, tiến hành các thủ tục theo thẩm quyền để công bố kết quả điểm thi của các thí sinh và tổ chức việc xét tuyển theo quy định. Chỉ đạo đoàn thanh tra tiếp tục xác định rõ tồn tại hạn chế vi phạm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu dẫn đến việc bị lệch phách, sai điểm của thí sinh, sai kết quả tuyển sinh nêu trong kết luận thanh tra và kiến nghị biện pháp xử lý, tiến hành thanh tra các nội dung khác trong quyết định thanh tra, kết luận cuộc thanh tra theo quy định. Sở Nội vụ tham mưu gia hạn thời gian đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.